Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Nagafuji Hideki, thị trưởng thành phố Sakai, Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh khẳng định những năm gần đây, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản, trong đó có thành phố Sakai, đã đạt được những bước tiến vượt bậc Ngày 20 tháng 2 năm 2009, thành phố Đà Nẵng và thành phố Sakai đã ký kết bản ghi nhớ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với nỗ lực thực hiện các sáng kiến và chương trình giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh mong muốn nâng tầm quan hệ cấp địa phương với các đối tác Nhật Bản phù hợp với xu hướng quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời kỳ vọng sẽ kêu gọi được các doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại và du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Thị trưởng Nagafushi Hideki đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa thành phố Sakai và thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Giới thiệu về kế hoạch phát triển dài hạn thành phố Sakai đến năm 2025, ngài thị trưởng bày tỏ mong muốn chính quyền hai thành phố sẽ thúc tiến các hoạt động thiết thực nhằm mở ra cơ hội hợp tác cụ thể cho hai bên trên nhiều lĩnh vực, đồng thời khẳng định thành phố Sakai luôn sẵn sàng hợp tác với Đà Nẵng về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong thời gian đến.